Chào cả nhà mình, ở ngay góc này là Tisu thấy có cái món bánh canh. Bánh canh này rất là đặc biệt, bánh canh rồi curry ở đây. Này quay. Đang đang để chị múc cho đầy lên đây. Lên đây đầy hả? Hết hồn. Đây. Bánh canh mà cô quay quay đùi luôn. Dạ. Đùi đó nó đẹp không ạ? Đùi vịt nè hả cô? Đùi vịt. Dạ, curry thẳng hớp. Con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. À, cái này là bánh canh. Bánh canh bột sắt. Bánh canh bột sắt nổi tiếng ở Phan Thiết mình đó cả nhà mình. Bánh canh này mình làm á. Đây là cô Đức. Ở Đức ở Minh Đức rồi. Cô Đức về mà ở lại Việt Nam hả? Đức. Đức mà Đức thắng luôn á, đúng là Đức. Đó, Đức. Cái này là Đức Phật đạo. Cái này đạo. À, ở đây có các món gì hả cô? Ở đây mình có các món gì ạ? Curry, bánh canh, bún mắm nêm, chả cá. Dạ mình bán từ lúc mấy giờ cô hả? 7 giờ sáng. 7 giờ sáng mình bán tới hồi 5 giờ chiều. 6 giờ chiều. Dạ. Thời dài. À, cả nhà mình thấy cái son bánh canh với son bún riêu nè. Curry. Curry và bún mắm nêm. Dạ. Curry này đó đẹp hay chưa? Đó. Có cô khách hàng dễ thương quá trời luôn. Đó. Cô khách hàng là thường ăn cô Đức. Đó. bán tốt, bán ăn rẻ. Mối hàng luôn hả cô? Dạ. Mối hàng mà lối sớm hả? Lối sớm hả cô? Ở mình ở đâu cô hả? Việt Nam. Ở khúc nào cô? Ở chỗ Trần Phú con. À Trần Phú. Ê cả nhà mình thấy bữa trưa ra ăn tô bánh canh là thấy ngon lành cành đào ha. Mua curry hả con? Ở đây coi cô múc curry nè. Curry ngon nè, đó dạ. Múc lên này nha. Thấy bị đi, hỏi mấy bị kìa. Múc đùi hả con? Mấy cái con ha. Kẹt ớt hèn. Cháu ăn bùi với con. Đùi nó ngon nè. Ở đây vịt khô nó ngon quá. Nhìn hấp dẫn kìa cô ha. Trời ơi cái đùi nó to. Cái đùi này đứng. Ăn cái đùi cho nó ngon trời. Đó miếng ớt đó cả nhà. Mâu hàng phải là biết nào. Mà giờ chai. Cái này đúng mà giờ. Một tô vậy là bao nhiêu á cô? 25.000 rẻ hả? 25.000 cái ớt á. Rẻ hả? Rồi ăn với bánh mì hoặc ăn với bún. Cái đùi bự thì là 5 chục. Rồi 6 chục. Dạ. Cái đùi đâu giữa bà? Cái đùi 5 chục. Ở 50 sao 40 sâu chứ. Đó sao? Có đùi bự 6 chục lớn. Bánh mì 5 ngàn. Này là múc mắm nêm này cả nhà mình. Đó. Mắm nêm ăn với bún với chả cá. Thì mấy thêm nữa. 5.000 bún cho nó. Đây là bún này cả nhà mình. Bún. Đó. Bún này ăn với bún mắm nêm hoặc là với curry đều được á. Đó, khách đang ngồi ăn nè. Nói chung là bán ở ngay cái góc đường là mình thấy rất là ngon và nhìn thấy cũng khá là sạch sẽ. Ủa cô Đức mình bán đây được bao nhiêu năm rồi cô? 20 năm cũng ngồi đây luôn hả cô? Dạ. Đây là bún mắm nêm. Cái này qua Tết âm lịch của mình bán không cô? Bán xuyên Tết không ạ? À? Bán xuyên Tết luôn hả? Ngày nào cũng bán. À mùng 1 nghỉ thôi, còn tới ngày Tết là vẫn bán bình thường. Thì cả nhà mình thấy đây là một cái địa chỉ mà mình khi mà về Phan Thiết mình chơi ha, mình có thể ghé ở đây tìm ăn bánh canh với lại curry vịt. Chứ bún mắm nêm đầu năm mà ăn những món này là ngon tuyệt vời luôn cả nhà mình ơi, tại vì ngán thịt ngán mỡ rồi ăn những cái món này là quá tuyệt vời. Đây là chả, cô nhìn đây, chả của cô rất là đẹp. Nào. Bữa này ít hết chứ không phải bữa nào nó đầy ngon á. Vậy là thấy đầy rồi. Có người mua sỉ luôn, mua sỉ những miếng chả chiên đây cả nhà mình. Bánh canh của cô Đức có tiếng.
về nè ha. Miếng hả? Rồi 70 miếng. 70 miếng chả. Dạ quay rồi, đây là nước mắm nè, nước mắm. Con đem sủng chả hấp da bén con. Đây, cái này nước mắm lên. Còn cái này là cần để giới thiệu không? Dạ. 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 À, mua từ đằng xa tới thằng gần đây cả nhà mình. Rất là vui gặp những cô mà khá là bình dân vậy là quay rất là dễ chịu và tới ăn cũng rất là ngon đó cả nhà mình. Nên mấy cô mới có nhiều thiện cảm như vậy đó. Dạ. Quay nữa hả? Đây. Vậy mới vui hả? Rồi đây là mua bánh canh đêm về nha cả nhà. Qua Mỹ ở sao thêm luôn hả? Nhốt ở nhà đi làm ở nhà nấu ăn. Về từ lúc nào cô? Để đi tiếp vào trong chợ, dạo quanh góc chợ. Ở ngay chợ này buổi trưa ha, có mấy cái món chả cuốn cũng ngon, dưới đây có những cái món gọi là món răng mực, trứng mực. Mình đang đi trên đường Lý Thường Kiệt ngược ra lại ở ngã 7 nha cả nhà mình. Răng mực, trứng mực, chả cuốn. Dạ. Đấy cô nổi tiếng khắp vùng rồi phải không? Cái này ngày Tết mình có bán không cô? Mình bán từ tới ba mấy, tới hai mấy nghỉ hả? Tới ngày 30, mùng 1 nghỉ, rồi mùng 2 bán lại, cũng ngồi ở đây luôn. Nghỉ có một ngày thôi nha cả nhà mình. Đây là một cái điểm mà Tết mình có thể ghé đến ăn là ngày số 115 đường Lý Thường Kiệt. Dạ, nghỉ nhà bán quen tay, nghỉ nhà buồn mới làm cái gì đâu. Đấy là mùng 2 có đông người không ta? Dạ đông chứ, nói chung không có chỗ ngồi luôn á, người ta ăn quen rồi đó. Mùng 2 cũng có chợ. Dạ. Mùng 1 cũng có chợ, đâu có ai nghỉ đâu. Này một cuốn bao nhiêu tiền cô hả? Một cuốn 12 ngàn nghe cả nhà mình. Dạ đây là cái chả cuốn lâu rồi. Từ hồi trong chợ cũ ha cô ha, trong chợ cũ mình ngồi trên sạp đó. Đó giờ không có được sạp rồi em. Dĩ hè từ xưa giờ luôn hả? À vậy là trong chợ cũ có một cô cũng gần gần giống như cô vậy đó. À lâu rồi. Vẫn còn hả? Ở đây á là cả nhà mình thấy đây là chả hấp nè. Đây là chả cuốn. Cho em một cuốn đem giờ lại chục cái chả này. Một cuốn là 12.000, còn một chục cuốn chả nhỏ thì bao nhiêu tiền cô? 25.000 cả nhà mình. Chả cuốn cá trích hả cô? Dạ. Đó, xa xa kia có chị ngồi bán thơm hấp dẫn nè, thơm ngon kia cả nhà mình. Thơm. Thì với cái chả cuốn này là mình có thêm cái này là thính phải không cô? Phải không? Thính nem. Bì á, à bì của bánh tráng. Đây là giá cuốn.
đây là khách mua đem về để cả nhà mình gói về cho khách đó. Đây là chị hàng thơm xinh đẹp nè cả nhà mình, thơm rất là ngon. Mấy trong lòng chợ hả? Dạ. Không, em mới vừa qua chị ngồi đây nè. Ủa, chị hả? Dạ. Đó, thơm ngon ha. Dạ rồi. À, cả nhà mình thấy ha, mới vừa đi một vòng ở đường Lý Thường Kiệt này thì mình thấy những cái món ăn quê hương của mình rất là ngon. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Thì bây giờ thì mình sẽ nhìn qua cái hàng này là có một cái hàng chè nè. Đó, nhiều loại chè luôn. Hấp dẫn chưa? Chè thì ăn ít ít thôi nha cả nhà, mình ăn nhiều nó ngọt lắm, nó mập u u u. Ha. Rồi thì bây giờ Tiểu Sư sẽ đi về lại để lấy xe đi về ăn cơm trưa. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những cái video clip lần sau. Sẽ đi quay sâu ở trong lòng chợ thêm nữa để cho cả nhà mình sẽ thấy được cái không khí Tết gần kề và một số cái điểm ăn uống mà sẽ phục vụ cho cái ngày Tết khi mà khách du lịch đến thì vẫn bán xuyên Tết. Chào cô nha. Rồi, chào cô. Dạ. Đó, rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình.